Tối 18 tháng 3, ông Đỗ Thái Hùng, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, cho biết đã kết quả xét nghiệm các mẫu ngộ độc thực phẩm xảy ra tại quán cơm gà châm Anh, số 10 đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Viện Pasteur Nha Trang đã tiếp nhận hai đợt với tổng cộng 19 mẫu có liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy quán gà châm Anh do Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang gửi đến. Cụ thể, có 14 mẫu phẩm lấy ngày 13 tháng 3, kết quả xét nghiệm cho thấy trong mẫu hành phi phát hiện chủng Salmonella SPP còn dưa chua phát hiện khuẩn Bacillus cereus, còn 5 mẫu lấy ngày 15 tháng 3, gồm một mẫu thực phẩm, 4 mẫu bệnh phẩm. Kết quả cho thấy mẫu cơm gà sốt trứng và gà xé được lấy tại một hộ gia đình ở xã Vĩnh Hiệp cho kết quả dương tính với chủng Salmonella SPP và Bacillus cereus. Mẫu cơm gà sốt trứng và gà xé trên được mua tại quán cơm gà châm Anh vào chiều 12 tháng 3. Như vậy, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang trùng khớp với kết quả cấy phân của 6 trường hợp là bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Cụ thể, có 6 ca dương tính với vi khuẩn Salmonella. Cùng ngày, ông Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết đến 16 giờ ngày 18 tháng 3, ghi nhận có triệu chứng ngộ độc liên quan quán cơm gà châm anh vào cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Hiện còn 75 ca đang điều trị, số còn lại sức khỏe ổn định đã được cho về nhà. Tất cả ca bệnh đã tạm ổn định, một vài bệnh nhân còn triệu chứng đau bụng nhẹ, sốt giảm, đang được điều trị tại các cơ sở y tế và trong khả năng kiểm soát về chuyên môn của các đơn vị. Riêng trường hợp bệnh nhân mang thai 18 tuần, ông Hiệp cho biết sức khỏe người này cải thiện nhiều, bệnh tỉnh, hết tiêu chảy, sinh hiệu ổn được. Bệnh nhân đã được chuyển khoa Nội tổng hợp thần kinh tiếp tục điều trị. Chiều 16 tháng 3, bác sĩ Trịnh Ngọc Hiệp, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, kết quả kiểm tra có thêm 5 mẫu bệnh phẩm là người lớn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa dương tính với khuẩn Salmonella. Trước đó Hai bệnh nhân nhi điều trị ở bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang cho kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella và đã có kháng sinh đồ điều trị. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để khẳng định nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm mà phải chờ kết quả của các bệnh nhân khác và các mẫu thực phẩm gà, bát đĩa, song nồi, nguồn nước của quán cơm gà từ viện Pasteur. Bác sĩ hiệp thông tin, vi khuẩn mọc còn tùy vào bệnh phẩm lấy là phân, máu, thực phẩm, dụng cụ đựng và số lượng vi khuẩn trong đó nhiều hay ít và phương pháp thực hiện nên có thể mất vài ngày nữa mới có kết quả cập nhật của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đến 15 giờ chiều 16 tháng 3, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 358 ca liên quan đến quán cơm gà châm anh, trong đó có khoảng 50 ca ở ngoài tỉnh. Tổng số ca nhập viện điều trị 245 ca, riêng ngày 16 tháng 3 có 6 ca nhập viện mới. Số ca kê đơn cho về theo dõi ngoại trú 110 ca, số ca xuất viện trong ngày 78 ca và hiện còn đang điều trị 170. Có một ca là thai phụ 36 tuổi, quê huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa có thai 18 tuần nhập viện ngày 15 tháng 3 hiện đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh hiện đang chuyển biến tốt. Trong ngày 16 tháng 3, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, sinh hiệu ổn, triệu chứng đã giảm so với trước. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh, truyền dịch, mời bác sĩ khoa sản khám làm lại các xét nghiệm, theo dõi sát tình trạng lâm sàng bệnh nhân, điều trị, chăm sóc tích cực. Các bệnh nhân còn lại đang dần ổn định, một vài bệnh nhân còn triệu chứng buồn nôn nhẹ sốt giảm đang được điều trị tại các cơ sở y tế và trong khả năng kiểm soát về chuyên môn của các đơn vị. Ngày 15 tháng 3, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa có báo cáo về vụ việc ngộ độc thực phẩm nghi do liên quan đến quán cơm gà TA, đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang. Theo đó, tổng số ca tiếp nhận liên quan đến vụ việc trên là 345 trường hợp, trong đó 239 ca nhập viện điều trị tại 13 cơ sở ở tỉnh Khánh Hòa, số còn lại điều trị ngoại trú. Trong ngày 15 tháng 3, có 38 ca xuất viện, số ca còn điều trị là 201. Thông tin từ báo cáo, đa số các bệnh nhân đang dần ổn định. Một vài bệnh nhân còn triệu chứng buồn nôn, sốt, đi cầu phân lỏng, đau quặn bụng từng cơn. Các ca bệnh nặng là người già trẻ em được các cơ sở y tế chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều trị. Đáng chú ý, có một thai phụ mang thai 18 tuần đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa diễn biến nặng hơn. Bệnh nhân này sốt 38,5 độ, buồn nôn, tiêu chảy nhiều lần, đau bụng quanh rốn, Hiện thai phụ trên được chuyển vào khoa hồi sức tích cực chống độc để theo dõi điều trị. Như đã thông tin, ngày 13 tháng 3, nhiều người nhập viện ở các bệnh viện tại thành phố Nha Trang với các biểu hiện nôn, sốt, đau bụng. Người bệnh cho biết, các triệu chứng trên xuất hiện sau khi ăn tại quán ăn cơm gà TA. À. Sáng ngày 13 tháng 3, quán cơm gà nêu trên bị tạm đình chỉ kinh doanh để phục vụ công tác điều tra. Ngày 15 tháng 3, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi các bệnh viện địa phương định hướng điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc nghi do cơm gà theo hướng dẫn nhiễm trùng nhiễm độc đường tiêu hóa do tăng nhân Salmonella group. Trước đó, một bệnh viện tư nhân ở thành phố Nha Trang cấy phân của hai bệnh nhi ngộ độc thực phẩm nghi do ăn cơm gà. Kết quả cho ra dương tính với vi khuẩn Salmonella. Việc xác định tăng nhân gây bệnh sẽ giúp cho các bệnh viện lựa chọn kháng sinh phương pháp điều trị phù hợp. Theo ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, tính đến chiều ngày 15 tháng 3. Đây là số lượng các nạn nhân bị ngộ độc liên quan quán cơm gà châm Anh, Nha Trang do Sở Y tế ghi nhận và thống kê. Trong đó 201 người đang điều trị tại các bệnh viện, trung tâm y tế. Những trường hợp bệnh nhẹ đang theo dõi tại nhà. Về việc điều trị, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, ông Trịnh Ngọc Hiệp, cho biết đơn vị đã hướng dẫn các bệnh viện điều trị bệnh nhân ngộ độc theo hướng nhiễm trùng, nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân Salmonella Group. Liên quan đến vụ ngộ độc, Bệnh viện Đa khoa Vinmec đã xét nghiệm cho hai bệnh nhân ngộ độc nghi do ăn ở quán cơm gà châm anh. Kết quả, hai trường hợp này dương tính với vi khuẩn Salmonella, tác nhân chính gây nhiễm khuẩn đường ruột. Hiện hai bệnh nhân sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện vào ngày mai. Như vậy, liên tiếp những ngày qua, hàng trăm người phải nhập viện với triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, sốt sau khi ăn cơm gà châm anh trên đường Bà Triệu, Nha Trang. Hiện, quán ăn này bị tạm đình chỉ hoạt động. Kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân ngộ độc vẫn chưa có kết quả. Chiều ngày 15 tháng 3, ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, vẫn đang thống kê số ca nhập viện điều trị trên địa bàn tỉnh liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà ở quán Trâm Anh, đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang. Theo ông Minh, đến chiều ngày 14 tháng 3, thống kê từ các bệnh viện trong toàn tỉnh đã có 222 trường hợp nhập viện điều trị có dấu hiệu bị ngộ độc. Ông Minh nói, các bệnh nhân có triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, cho biết đều ăn cơm gà. Một số người có triệu chứng nhẹ cũng nhập viện trong ngày và được các bác sĩ kê đơn thuốc, xuất viện sau đó. Ông Minh nói, ưu tiên lúc này là tập trung điều trị cho các bệnh nhân nghi do ngộ độc. Sở đã chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc, điều trị những ca nhập viện. Hiện tại, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang điều trị 75 ca. Ngày 14 tháng 3 là 45k. Bệnh viện Đa khoa Yes xanh Nha Trang đang điều trị nội trú 9k, ngày 14 tháng 3 là 7k. Còn bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang là 53k, ngày 14 tháng 3 là 27k. Một trong những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa là con trai ông Cường. Từ ngày 12 tháng 3, ông phải túc trực thường xuyên bên giường chăm con trai. Ông Cường cho biết con ông 27 tuổi, nặng hơn 80 kg. Ông Cường nói: "Cháu tập thể hình nên bình thường rất khỏe mạnh, nhưng giờ cũng là đi vì ngộ độc. Hiện cháu đã ổn định sức khỏe sau khi được truyền kháng sinh uống thuốc. Theo ông Cường, trưa ngày 11 tháng 3, vợ ông mua cơm gà xé ở quán Trâm Anh về nhà cho con ăn. Đến tối, gia đình ăn mì quảng và uống nước mía. Đến khuya thì con ông có các triệu chứng ói mửa, tiêu chảy liên tục. Nghĩ con đau bụng bình thường, ông Cường tự mua thuốc cho con uống. Ông Cường kể, nhưng đến sáng ngày 13 tháng 3, cháu bị sốt cao, mắt đỏ nên tối tiếp tục mua thuốc hạ sốt. Thấy tình hình con trở nặng, tôi đưa cháu vào bệnh viện. Sau sự việc, đại diện quán cơm gà Trâm Anh lên mạng xã hội gửi lời xin lỗi đến khách hàng, đồng thời chủ động liên hệ các bệnh nhân đến bệnh viện thăm hỏi để đưa ra hướng giải quyết. Đại diện quán cơm Trâm Anh cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để tìm ra nguyên nhân vụ việc và từ chối thông tin về các phương thức bảo quản chế biến thực phẩm của quán. Đại diện quán Trâm Anh nói: "Sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ có những phương án tiếp theo, còn hiện tại chúng tôi xin nhận trách nhiệm. Chiều ngày 14 tháng 3, tại Bệnh viện Vinmec Nha Trang, kết quả cấy kế phân của hai bệnh nhi ngộ độc nghi do ăn cơm gà của quán châm Anh cho ra dương tính với vi khuẩn Salmonella, tác nhân chính gây nhiễm khuẩn đường ruột. Liên quan vụ việc, chiều ngày 15 tháng 3, Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, đoàn kiểm tra của đơn vị đã có thông báo kết luận ban đầu về vụ ngộ độc. Theo đó, sau khi có vụ việc xảy ra, Sở Y tế đã thành lập đoàn do bác sĩ Trịnh Ngọc Hiệp, phó giám đốc sở làm trưởng đoàn, để làm việc với các bệnh viện. Theo bác sĩ Hiệp, hiện các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị ca bệnh có liên quan đến vụ việc nêu trên mới đến nếu có. Đồng thời, tiếp tục chăm sóc điều trị bệnh nhân, chủ động theo dõi sát các ca bệnh ngộ độc đang điều trị nội ngoại trú tại đơn vị. Bác sĩ Hiệp nói, khi có ca bệnh diễn biến bất thường, chuyển nặng, Sở đã yêu cầu các đơn vị y tế cần kịp thời hội trần chuyên môn với bệnh viện đa khoa tỉnh để đưa ra giải pháp điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân tránh chậm trễ để người bệnh chuyển biến nặng, vượt quá khả năng chuyên môn của đơn vị. Sở Y tế Khánh Hòa cũng yêu cầu trong việc điều trị, bước đầu sở đề xuất định hướng điều trị theo hướng nhiễm trùng, nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân Salmonella với kết quả tham khảo kháng sinh đồ sớm nhất từ bệnh viện đa khoa Vinmec. Bác sĩ Hiệp thông tin, việc này nhằm để các đơn vị cân nhắc vì lựa chọn kháng sinh cho phù hợp trong điều trị. Chúng tôi tiếp tục theo dõi diễn biến bệnh và cập nhật kết quả xét nghiệm cụ thể của từng người bệnh bị ngộ độc để điều chỉnh các chỉ định lâm sàng hợp lý. Ngày 15 tháng 3, nhiều bệnh viện ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân nhập viện sau khi ăn cơm gà tại quán TA đường 3 triệu, thành phố Nha Trang. Theo số liệu thống kê từ Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, có 222 trường hợp nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm do ăn thức ăn ở quán cơm gà nêu trên. Trong 222 ca nghi ngộ độc, có 157 bệnh nhân nhập viện điều trị. Số trường hợp còn lại được các cơ sở y tế khám kê đơn thuốc và cho về nhà để theo dõi ngoại trú. Sau khi xảy ra sự việc ngộ độc, đại diện quán cơm gà TA đã đăng tải trên các hội nhóm của mạng xã hội Facebook như sau. Lời xin lỗi chân thành gửi đến những khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ quán cơm gà Trâm Anh. Người đăng tải thông tin cho biết quán cơm gà Trâm Anh đã làm việc với cơ quan chức năng để tìm nguồn gốc ngộ độc Đại diện quán cơm gà Trâm Anh thông tin quán đã liên hệ với các nạn nhân và đến những bệnh viện có các bệnh nhân để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Phía quán cơm gà từ chối thông tin về các phương thức bảo quản, chế biến thực phẩm. Đại diện quán cơm gà Trâm Anh nói mọi việc phải chờ kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn, sau đó phía chúng tôi sẽ đăng bài thông tin phản hồi. Trước mắt, quán nhận trách nhiệm về mình. Ông Mạnh Cường đang chăm sóc con trai là một trong 222 ca bệnh nghi bị ngộ độc cơm gà, cho biết dù đã điều trị tại bệnh viện 3 ngày, tuy nhiên sức khỏe của con trai ông chưa hồi phục. Ông Cường cho hay ngày 14 tháng 3, cháu còn đau bụng quặn đi ngoài nhiều lần. Sáng nay được các bác sĩ tiêm thêm thuốc nên có vẻ là ổn hơn. Dù vậy, sức khỏe của cháu vẫn còn yếu, chưa bình phục hẳn. Theo ông Cường, con trai ông năm nay 27 tuổi, cao 1m75, nặng hơn 80kg, tập thể hình nhưng cũng kiệt sức nghi do ngộ độc. Trước đó vào trưa ngày 11 tháng 3, vợ ông Cường có ké vào tiệm cơm gà Trâm Anh mua một phần gà xé 50.000 đồng. Về nhà, con trai ông Cường chỉ ăn cơm, gà, sốt bơ trứng, nước súp, còn lại thì bỏ rau chua. Vài giờ sau, chàng trai khỏe mạnh, đau bụng, đi ngoài, người mệt lả phải nhập viện cấp cứu. Ông Cường cho biết đại diện quán cơm gà đã đến bệnh viện thăm cũng như là cam kết thanh toán viện phí cho con trai của ông ông cường nói tôi chỉ mong sao cháu nhà tôi khỏe mạnh trở lại chứ không muốn gì thêm bác sĩ trịnh ngọc hiệp phó giám đốc sở y tế tỉnh khánh hòa cho biết hiện sức khỏe của các ca bệnh liên quan đến vụ ngộ độc đã dần ổn định theo phó giám đốc sở y tế tỉnh khánh hòa các cơ sở y tế có điều trị bệnh nhân nghi ngộ độc đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân cơ quan chức năng vẫn chờ kết quả nuôi cấy mẫu thức ăn bệnh phẩm Tại bệnh viện Vinmec Nha Trang, kết quả cấy kế phân của hai bệnh nhi có liên quan cho ra kết quả dương tính với Salmonella, tác nhân chính gây nhiễm khuẩn đường ruột. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết, ngày 14 tháng 3 đã nhận được thông tin về vụ ngộ độc cơm gà tại quán cơm gà Trâm Anh trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, làm nhiều người bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt phải nhập viện điều trị. Cục An toàn Thực phẩm đã có công văn số 476 ATTP NDTT đề nghị Sở Y tế tỉnh Cánh Hòa chỉ đạo ngay các cơ sở y tế trên địa bàn tích cực điều trị cho bệnh nhân. Trong trường hợp cần thiết, có thể xin hỗ trợ hội trần chuyên môn với bệnh viện tuyến trên. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị tạm thời đình chỉ cơ sở nghi ngộ độc thực phẩm, lấy mốc thực phẩm, bệnh phẩm chuyển tới đơn vị kiểm nghiệm được chỉ định gần nhất để xét nghiệm, điều tra xác định rõ nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời báo cáo cho cộng đồng đồng thời tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh điều kiện an toàn thực phẩm thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm kiểm thực ba bước lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến cục an toàn thực phẩm cũng đề nghị sở y tế khánh hòa tuyên truyền giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm việc này nhằm nâng cao nhận thức thay đổi hành vi thói quen không đảm bảo an toàn thực phẩm trong lựa chọn sử dụng thực phẩm khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nhãn mát, nguồn gốc xuất xứ. Như đã đưa tin, đã có 222 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc cơm gà tại quán Trâm Anh trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang. Tính đến hết ngày 14 tháng 3, vẫn còn 155 ca đang phải theo dõi, điều trị trong các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc do ăn cơm, phở gà tại quán Trâm Anh. Phần lớn bệnh nhân đang điều trị có dấu hiệu sinh tồn ổn định